công an điều tra thông tin thí sinh lên mạng nhờ giải đề toán. Vừa qua trên mạng xã hội xôn xao trước thông tin một tài khoản Facebook có tên GATTG bị nghi làm lộ đề thi môn toán trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay đang phối hợp với công an xác minh. Cụ thể vào khoảng 15 giờ 55 ngày 7 tháng 7, khi thí sinh vẫn đang trong giờ làm bài thi môn toán, người này đã đăng tải bình luận chứa ảnh chụp được cho là mã đề 106 của môn toán kèm lời cầu cứu, giải giúp bé nhà em 36 đến 38, 40, 42, 45 với, gấp ạ. Đáng nói, theo hình ảnh đăng tải, đề thi vẫn được đặt trên bàn tại phòng thi, còn phiếu trả lời trắc nghiệm ghi số báo danh người dự thi. Mặc dù bình luận này nhanh chóng bị xóa bỏ, tuy nhiên một số người đã nhanh tay chụp lại màn hình và đăng tải trên các diễn đàn học tập. Điều này khiến nhiều người bức xúc vì cho rằng đây có thể là hành vi gian lận thi cử. Người nhà của G có thể là thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay và đã chụp ảnh đề thi ra ngoài nhằm xin sự trợ giúp của người thân khi chưa hết giờ làm bài. Trao đổi với Vietnamnet, ông Mai Văn Trinh, cục trưởng cục quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay, bộ đã nắm được thông tin xuất hiện trên mạng xã hội. Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia đang phối hợp với cơ quan công an vào cuộc để điều tra, xác minh làm rõ.